Xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì cũng như thường lệ mà thôi, tầm khoảng giữa tuần đó thì mình sẽ có thể mà tập cập nhật cho anh em những cái tin tức mới nhất trên thị trường, để mà anh em có thể dễ dàng theo dõi được cái nhịp độ thị trường nó đang chuyển động ra sao. Và mình biết rằng là cái giai đoạn này á, thì thật sự mà nói thì nó rất là khó khăn đối với anh em luôn. Và riêng cá nhân mình cũng vậy. Tại vì thị trường của chúng ta thì nó đi rất là khó chịu. Nó khó chịu ở một cái điểm là nó dường như nó không có bất kỳ một cái biến động nào cả, ngoài những cái cú bơm đơm đột ngột rút râu để mà có thể giết anh em ở trên thị trường phái sinh như là long short mà thôi. Chứ còn thực sự thì theo cá nhân của mình thì ngay tại thời điểm này đó thì thị trường nó vẫn đang khá là ảm đạm. Và nó ảm đạm ra sao thì ở trong cái video này mình sẽ chi tiết nhất cho anh em ha. Thì như anh em cũng biết rằng là vào tuần trước thì mình cũng có đưa tin cho anh em rằng á, là CEO FTX đó chính là anh Sam đó. Thì bây giờ ông được xem là một cái người mà rất là hiếm hoi trong cái thị trường này. Mà ngay cái giai đoạn mà nó khá là khó khăn thì ông đã thực hiện những cái biện pháp như là ông ra tay, ông giải cứu những cái công ty crypto mà đang đứng trên bờ vực phá sản. Thì cái hành động của ông được xem như là anh hùng. Nhưng mà vào tuần trước á, thì đứng trước những cái mà tin đồn, những cái đồn đoán mà nói rằng là cái hành động này của CEO FTX á, là dường như là nó không có phải anh hùng cho lắm. Và dường như là ông đang lợi dụng những cái pha sụp đổ hàng loạt này để mà ông giang tay, để mà ông thâu tóm cả thị trường ở trong tay. Thì vào tuần trước á, thì anh em biết rằng là ông có đưa ra một cái tuyên bố rằng là có thể cái cuộc khủng hoảng thanh khoản đó vào cái trong giai đoạn này đó thì nó vẫn chưa có phải là đạt đỉnh điểm đâu. Và sắp tới khi mà cái hiệu ứng domino của nó mà nó bắt đầu nó trải dài hơn nữa, nó nặng nề hơn nữa thì sẽ có những cái sàn giao dịch crypto lớn cũng giống như là những cái nền tảng lớn sẽ tuyên bố phá sản. Thì anh em thấy được rằng á, là ngay trong tuần này luôn thì nó đã bắt đầu nó đi theo đúng cái chiều hướng và cái phỏng đoán của CEO FTX rồi. Thì đầu tiên ở trên màn hình đây anh em có thể thấy được rằng là đã xuất hiện những cái công ty mà lending, làm riêng về mảng lending, tức là cho vay bằng tiền mã hóa đó anh em. Thì những cái công ty này á, nó đã xuất hiện những cái đại diện mà đã thông báo chặn nạp rút tiền người dùng rồi. Nếu lúc trước chúng ta có Celsius và chúng ta có là bắt đầu bằng Celsius đúng không? Và sau đó chúng ta có như là BlockFi chẳng hạn. Thì bây giờ trong tuần này chúng ta có thêm một cái công ty khác, đó chính là Vault. Thì anh em biết cái công ty này thì nó cũng giống như là một cái công ty mà làm về lending, làm về cho vay tiền mã hóa và lãi suất tiền gửi mà thôi. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt ở đây, khi mà mình đưa cái thông tin này cho anh em thì anh em có thể đọc ở dưới rằng là cái công ty này nó được back bởi ai. Thì cái công ty này đó thì nó dường như là nó được back bởi những cái quỹ cũng khá là lớn. Thứ nhất đó chính là quỹ Coinbase Venture. Thứ hai đó chính là về Pantera Capital. Và nó được back bởi tỷ phú Peter Thiel nữa. Thì cái vị tỷ phú Peter Thiel này đó thì ông cũng là một cái nhân vật cũng khá là nổi tiếng ở trong cái thị trường của chúng ta, khi mà ông liên tục có những cái quỹ để mà đầu tư mạnh vào cái thị trường của chúng ta đó. Thì cái công ty Vault này cũng chính là một cái điểm đến của ông. Đó thì ở đây anh em có thể thấy được nè, đây một cái quỹ bao gồm Vala Venture của tỷ phú Peter Thiel, Coinbase và Pantera. Thì đây là ba cái quỹ cũng khá là lớn, cũng khá là có tiếng tăm trên thị trường đó. Vì vậy nên cái việc mà Vault đã chặn nạp rút tiền người dùng thì chúng ta cũng đủ biết được rằng là cái cuộc khủng hoảng thanh khoản nó đang gây nguy hại đến mức nào, đúng không? Rồi, đó là Vault, công ty thứ nhất ha. Và tiếp theo nữa chúng ta có Babel Finance. Thì Babel Finance á, nó cũng đi cùng với cái đợt của Celsius và cũng BlockFi luôn. Nhưng mà cho đến thời điểm mình làm cái video này đó thì bên phía của Babel Finance đó thì họ vẫn chưa có bất kỳ một cái giải pháp nào để mà có thể trấn an và củng cố niềm tin người dùng anh em. Và thậm chí á, khi mà những cái tin tức họ đưa tin ra và họ check trên những cái linking của những cái nhà lãnh đạo của Babel Finance đó, thì anh em có thể biết được rằng là rất nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu của cái nền tảng này họ đã ra đi. Và đương cử ở đây thì mình có nêu một cách chi tiết nhất đến cho anh em luôn, đó chính là giám đốc quan hệ toàn cầu nè. Rồi ha. Rồi tiếp theo nữa là những cái người giám đốc khác như là về giám đốc truyền thông, rồi trưởng nhóm BR toàn cầu, hoặc là những cái giám đốc về mảng tài chính cho vay của Babel Finance luôn. Thì cái điều này á nó cũng tương tự với một cái việc là bây giờ nền tảng của anh đã chặn rút tiền người dùng rồi. Anh chưa có một cái giải pháp nào cụ thể hóa để mà có thể củng cố niềm tin, cũng giống như là đưa ra một cái phương hướng giải quyết cho người dùng. Mà ngay cả đội ngũ lãnh đạo của anh còn bị xáo trộn nữa, thì cái việc mà mình nghĩ rằng Babel Finance sẽ đi theo cái vết xe đổ và dẫn đến phá sản đó chỉ là một cái chuyện mà nó sẽ xảy ra sớm muộn mà thôi. Đó, thì chúng ta đã có hai nền tảng rồi đúng không? Vault và Babel Finance. Và dường như cái cơn sóng thanh khoản khủng hoảng này nó chưa dừng lại ở đây anh em. Tiếp theo nữa nó đã đến một cái sàn khác, đó chính là sàn giao dịch của Coinflex. Thì sàn giao dịch của Coinflex á, thì họ là ban đầu á, là họ bị vướng mắc một cái điểm là họ chỉ chặn nạp rút tiền người dùng thôi. Nhưng mà họ có một cái kế hoạch rằng là sau khoảng mấy ngày tôi đưa ra cái thông báo như vậy và tôi sẽ bắt đầu
mở cửa lại cho người dùng để mà họ rút tiền. Nhưng mà trong tuần này anh em biết một cái điều là họ đã hủy bỏ cái kế hoạch đó rồi. Và cái điểm đặc biệt của cái sự kiện mà liên quan đến sàn CoinFlex này á, thì nó lại liên quan đến một cái ví cá voi. Đó, một cái ví cá voi và với một cái khoản nợ gọi là 47 triệu đô và sắp bị thanh lý. Đó, thì để giải quyết cái chuyện này đó thì sàn CoinFlex đó họ có đưa ra một cái giải pháp rằng họ sẽ chuyển đổi cái, họ sẽ cho ra mắt một cái token, mà ở đây cái token này nó được gọi là RVUSD, để họ có thể giải quyết cái vụ này trước khi mà họ hướng đến cái việc là họ mở cửa cho người dùng rút tiền. Tức là cái sàn CoinFlex này đó là họ đang bị kiểu dạng bị kẹp giữa hai cái trường hợp. Thứ nhất là phải giải quyết cái vấn đề kia với cá voi với một số tiền gọi là một cái khoản nợ cũng khá là lớn, và thứ hai đó chính là vấn đề về người dùng. Thì đây là cái sàn giao dịch đầu tiên để mà có thể châm ngòi cho những cái sự kiện tiếp theo, mà mình sẽ đưa tin tiếp theo cho anh em đây. Đó, và chúng ta đã đi đến cái nền tảng thứ ba đúng không? Và tiếp theo nữa là một nền tảng thứ tư, đó chính là Coinloan. Thì cái nền tảng Coinloan này đó thì anh em biết được rằng là nó không giống như ba cái thằng hồi nãy mình vừa trình bày cho anh em. Mà Coinloan thì nó chỉ tạm thời là nó tạm thời giảm cái giới hạn rút tiền người dùng thôi, chứ không có phải là hoàn toàn đóng cửa, hoàn toàn không cho phép người dùng rút tiền. Và Coinloan đó thì thực sự là họ nói rằng là họ dường như là họ trao đổi khá là thân mật và họ thẳng thắn thừa nhận vấn đề hơn là những sàn kia. Tức là khi mình đọc vào cái thông báo của Coinloan thì mình cảm thấy được rằng là Coinloan họ đang rất là nỗ lực để giải quyết cho người dùng rồi. Tại vì á, ở đây nó có một cái đoạn khá là hay mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Tức là họ nói rằng á, là họ hiểu rằng một số người dùng có thể đang cầm tiền cả đời của họ để mà có thể đưa vào những cái nền tảng lending và đưa lên Coinloan. Nên vì thế là Coinloan không có đưa ra một cái hướng giải quyết rằng là chặn hẳn, mà chỉ giảm cái mức rút tiền của người dùng hàng ngày mà thôi. Và cái mức đó thì nó rơi vào khoảng là 5.000 USD. Nhưng mà ở đây mình cũng tính cho Coinloan là được liệt kê vào những cái nền tảng mà đang gặp những cái vấn đề khó khăn về thanh khoản, mà đã giảm hoặc là chặn giới hạn rút tiền của người dùng. Đó ha anh em. Rồi, và cái việc mà hồi nãy đó mà mình nói đến Celsius, thì anh em biết được rằng á, là hiện tại đó là Celsius đó, mình có một cái video để mà nói rất là kỹ về cái hiệu ứng dây chuyền giữa Stake, ETH, Celsius, Alameda Research và những cái nền tảng khác. Thì ở đó, cái lúc đó mình đưa tin cho anh em về những cái khoản vay của Celsius, về những cái công thức mà khi mà giá của Ethereum hay là giá của Bitcoin nó chạm cái ngưỡng ở đó thì Celsius sẽ bị thanh lý đúng không? Thì riêng đối với cái việc thanh lý ở trên MakerDAO, tức là Celsius vay á, Celsius thế chấp cái wrapped Bitcoin á để mà có thể vay DAI đó anh em, thì đến thời điểm hiện tại đó, so với cái mức thanh lý mà mình đã làm một cái video chi tiết đó tầm khoảng 2 tuần trước cho anh em, thì lúc đó là cái mức thanh lý của Celsius á, thì nó đang nằm ở khoảng là 18-19.000 đô. Sau đó họ đã đẩy về khoảng là 16.000 đô. Và ngày hôm qua thì vào ngày hôm qua đó thì Celsius đó họ đã trả lại cái tiền nợ đó ở trên giao thức MakerDAO và họ đã đẩy về 4.900 rồi. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại đó anh em, thì mình làm cái video này cho anh em đó, thì cái giá thanh lý của Celsius đó là họ đã trả thêm một khoản nữa rồi. Và cái giá thanh lý của họ bây giờ là nó đang rất là thấp, nó nằm khoảng là 2.700 USD. Thì với cái mức thanh lý này nó có ý nghĩa ra sao? Thì cái mức thanh lý này đó, thì khi mà giá Bitcoin mà đâm về cái mức dưới 2.722.11 đô, hoặc là chạm cái ngưỡng này thôi, thì Celsius sẽ bị thanh lý cái khoản vay của mình trên MakerDAO hoàn toàn luôn. Đó, và cái hậu quả thì mình cũng xin tóm tắt là MakerDAO sẽ lấy cái tài sản thế chấp của Celsius và sẽ đâm ra thị trường. Đó, và cái điều đó nó sẽ gây một cái sức ép rất là lớn lên giá của Bitcoin. Đó, để họ lấy lại cái tài sản mà họ cho vay mà, nên họ buộc phải thanh lý thôi, chứ họ không phải giữ được nữa. Nhưng mà với cái giá này đó anh em, thì nó có một cái điểm đặc biệt ở đây mà mình cũng muốn bật mí cho anh em, đó chính là ở cái giá 2.700 này dường như là cái mức thanh lý nó thấp hơn cả cái mức thanh lý của MicroStrategy nữa. Thì về MicroStrategy đó, thì anh em biết rằng là cái ông MicroStrategy thì ổng đang giữ khoảng là 129.000 bit đúng không? Và cái khoản thanh lý của ổng đó là nó rơi vào tầm khoảng là 3.000 đô, từ 3.000 tới 4.000 đô. Và cái khoản thanh lý đó nó đến từ đâu thì mình cũng đã cập nhật rất là nhiều rồi. Là cái khoản thanh lý của MicroStrategy thì nó đến từ cái khoản vay của công ty con của ông, đó chính là MicroStrategy. Thì ông vay một cái khoản, mình nhớ không nhầm, là tầm khoảng là hơn 200 triệu đô một tí của một cái tập đoàn ngân hàng, đó chính là Silvergate, để mà có thể thế chấp để mà mua, có tiền mua thêm Bitcoin ha. Và khi mà nếu mà giá của Bitcoin mà chạm từ 3-4.000 đô, tức là cái mức thanh lý đó, thì Silvergate sẽ lấy tất cả những cái khoản thế chấp Bitcoin đó mà đâm ra, và MicroStrategy sẽ bị thanh lý luôn. Đó, và hiện tại thì với cái mức giá Bitcoin mà ở đầu video mình chia sẻ cho anh em, nó đang tầm 20.000 đó, thì MicroStrategy thì dường như là đang lỗ khoảng là trên 1.5 tỷ. Và bây giờ dường như là Celsius đó là cũng là một cái khoản rất là lớn, nhưng mà bây giờ họ đã nỗ lực, họ đưa cái giá thanh lý của họ về cái mức tương đương với MicroStrategy, tức là bây giờ anh em hiểu là trên một cái bàn cân.
là cái vị thế của MicroStrategy giữa một người là cầm bit dường như là lớn nhất thế giới đó, tầm khoảng 129.000 bit, và cái vị thế của Celsius, một cái nền tảng lending mà đang mà đã từng có một cái tài sản quản lý AUM là gần khoảng là 20 tỷ đô, thì bây giờ cái vị thế của hai ông đó là cái giá thanh lý nó đang như nhau anh em. Nên là mình nghĩ rằng là cái thị trường của chúng ta thì nếu chúng ta có một cái cuộc chiến mà cá mập săn cá mập, như như cái video tuần trước mình đưa chia sẻ cho anh em đó, là những cái cá mập họ đang săn tìm nhau, họ đang giết nhau trên cái thị trường này. Và nếu một cái câu chuyện mà cá mập săn cá mập thì liệu chúng ta có thể chứng kiến một cái bước ngoặt lịch sử trong crypto hay không, khi mà sẽ có những cá mập lớn hơn để mà có thể giết Celsius và đưa giá Bitcoin về mức này, giết luôn cả MicroStrategy. Đó chỉ là giả thuyết thôi anh em, hoặc là chúng ta đã có một cái sự an toàn ở đây thì giá Bitcoin sẽ không bao giờ chạm vào cái ngưỡng này nữa. Thì trong crypto mà anh em, ở đâu nó cũng có mặt lợi và mặt hại cả, nên chúng ta hãy đưa ra những cái giả thuyết mà nó xấu nhất và nó khả quan nhất. Thì đó là những cái chia sẻ của mình trong cái sự kiện này ha. Rồi, và hồi nãy thì mình có nói về những cái việc mà phá sản đó, thì ở trong cái đoạn đầu thì chúng ta đã có từ 4 tới 5 cái nền tảng họ chưa có phá sản đâu, họ chỉ đứng trên gọi là đang rất là chơ vơ, đang đứng trên những cái bờ vực rồi, và những cái giải pháp của họ là chặn rút tiền người dùng. Thì trong tuần này chúng ta đã có một cái quỹ mà mình cũng nhắc rất là nhiều, đó chính là Three Arrow Capital. Thì cái quỹ này đó thì lúc trước trong một cái mùa uptrend trước thì anh em biết là Three Arrow Capital họ nắm trong tay là khoảng 18 tỷ đô. Thì nhưng mà vì cái sự kiện gần đây, thứ nhất là về cái sự đổ vỡ của stake ETH và ETH, thứ hai là do cái điều kiện thị trường nó quá là khắc nghiệt, nó đâm liên tục như vậy, mà Three Arrow Capital thì họ lại có những cái vị thế vay cũng khá là lớn ở những cái nền tảng lending khác. Thì ở đây mình, ở dưới đây thì mình có chia sẻ cho anh em là những cái nền tảng lending mà họ có liên quan là ai. Đây anh em thấy Celsius, Finblock, Barbell Finance, Defiant Capital, Genesis Trading, Blockchain.com, rồi sàn giao dịch Deribit, BlockFi, Voyager Digital, và ngay cả nền tảng của Việt Nam đó chính là Kyber Network. Đó, thì khi mà cái vị thế của họ quá là lớn như vậy mà giá của Ethereum và Bitcoin liên tục đâm như vậy, thì đã có rất nhiều thông tin nói về những cái sự kiện gần đây của Three Arrow Capital rồi, nhưng mà cho đến tuần này đó anh em, thì Three Arrow Capital họ mới chính thức họ đơn phá sản, tức là bây giờ đi bụi luôn và 18 tỷ đô hoàn toàn tiêu tan luôn. Và cũng khá là đáng buồn khi mà trong cái thông tin này đó thì anh em biết được rằng đó là cũng đã xuất hiện nhiều cái tin đồn mà nó cạn kiệt đến nỗi khi mà CEO Yusu của Three Arrow Capital, ông phải như kiểu là bây giờ cạn kiệt quá rồi thì ông phải bắt buộc ông bán đi cái dinh thự trị giá 35 triệu đô của ông và cùng nhiều cái du thuyền và siêu xe khác mà ông sở hữu để mà có thể trả những cái khoản nợ cho những cái chủ nợ. Thì anh em biết là nó kinh khủng tới mức nào đúng không? Rồi, và sau Three Arrow Capital thì trong ngày hôm nay luôn anh em, thì chúng ta có thêm một cái người nữa, đó chính là Voyager Digital cũng đã nộp đơn phá sản luôn. Nhưng mà Voyager Digital nó khác với Three Arrow Capital là đây là một cái nền tảng lending. Bạn ấy biết á, đây là một cái nền tảng lending hiếm hoi mà được CEO của FTX là anh Sam đó rót tiền vào để mà cứu trong khoảng là vài tuần qua, và với cái số tiền nó lên đến là 485 triệu đô. Nhưng mà dường như á, mọi cái nỗ lực của CEO FTX và mọi cái sự hỗ trợ của CEO FTX dường như vẫn không thể giúp Voyager Digital phá sản. Thì trong sáng ngày hôm nay thì họ cũng đã nộp đơn phá sản rồi. Và cái điểm khác biệt giữa Voyager Digital và với Three Arrow Capital đó, thì Three Arrow Capital đó thì ở đây là họ gửi đơn phá sản theo chương 15 đó, vì có nhiều cái quốc gia tiến hành để tranh chấp vào cái vụ này. Nhưng mà đó, đối với cái trường hợp của Voyager Digital thì họ lại để đơn theo chương 11 phá sản, và nó khá là phức tạp đó. Và cái việc mà nộp đơn phá sản theo cái chương 11 đó thì ở đây mình có đề cập chi tiết cho anh em, thì đây chính là một cái hình thức phá sản phức tạp nhất luôn, và nó cho phép Voyager Digital là vẫn duy trì hoạt động kinh doanh trong lúc tiến hành tái cấu trúc lại công ty, tức là tiến hành để mà có thể hoàn trả hoặc là đáp trả một phần nào đó những cái khoản nợ của mình và thực hiện những cái lợi ích đối với những cái chủ nợ lớn trước tiên ha anh em. Rồi và tiếp theo nữa thì chúng ta đã có 4 năm nền tảng chặn rút tiền rồi, và chính thức chúng ta có hai cái ông lớn phá sản. Và tiếp theo nữa thì cái làn sóng hoang mang của dư luận khi mà họ đối mặt với cái vấn đề này là gì, thì họ lo sợ rằng là một cái câu chuyện một ngày nào đó những cái làn sóng thanh khoản khủng hoảng này nó không chỉ tác động tới nền tảng, nó không chỉ tác động tới quỹ mà nó đập thẳng vào sàn giao dịch luôn thì sao. Thì cái vấn đề này là một cái vấn đề vô cùng nguy hiểm. Nó giống như một cái việc mà bây giờ anh em cầm tiền, anh em giao dịch, anh em trade cho những cái sàn như là Binance, Coinbase, FTX hay là KuCoin hay là Gate.io gì đó đúng không? Rồi đùng một cái, một ngày nào đó cái sàn đó nó báo là chặn rút tiền anh em, thì anh em sẽ cảm thấy như thế nào? Đúng không? Tại vì là những cái sàn như vậy thì người dùng rất là nhiều và tiền của họ đó. Thì nếu mà anh em mà những anh em nào mà đã chơi lâu với thị trường rồi, anh em đã làm quen với thị trường rồi, thì chúng ta hay có một cái thói quen là
chúng ta cầm cái số tiền đó, chúng ta rút về ví cá nhân như là MetaMask, như là những cái ví mà hiện nay MetaMask Trust Wallet gì đó. Nhưng mà đối với những người dùng mà phổ thông đó anh em, thì họ dường như họ không có quan tâm đến vấn đề đó nhiều, và tiền của họ vẫn để trên sàn giao dịch là chính, tức là họ để trên một cái ví tập trung ở trên sàn giao dịch mà do bên thứ ba quản lý, đó chính là sàn giao dịch luôn đó. Thì cái đó thì mình thấy nhiều nhất đó, nên là những cái sự hoang mang và sợ hãi của người dùng thì họ đang đổ dồn vào những cái điều đó. Lỡ một ngày nào đó sàn giao dịch chặn rút tiền của tôi thì sao? Thì cái vấn đề này đó, nó đã liên đới đầu tiên để châm ngòi cho cái dây chuyền này, đó chính là sàn KuCoin. Thì anh em biết đó, là trong vài ngày qua thì rất nhiều tin đồn của cư dân mạng họ nói rằng là ở sàn KuCoin là chuẩn bị là đi theo những cái ông kia là chặn rút tiền người dùng luôn. Nhưng mà CEO KuCoin đó thì ông trước cái thông tin này thì ông cũng đã lên ông nói trực tiếp với cộng đồng mạng rằng là chúng tôi không có như vậy, và những cái đó chỉ là những cái phớt thôi, và KuCoin nó vẫn có những cái biện pháp đảm bảo riêng của mình và vẫn có thể là tự tin đáp ứng đủ thanh khoản, cũng giống như là hoạt động kinh doanh của sàn KuCoin vẫn là tốt. Nhưng mà đó, khi mà mình đối chiếu vào những cái thông tin sau đây thì anh em thấy được rằng á, ở đây thì mình sử dụng một cái dữ liệu của Dune Analytics và track được cái ví của KuCoin. Thì anh em biết á, là cái lượng mà token của ERC20, tức là ETH đó anh em, thì anh em thấy đây, từ khoảng tháng 4 nó đang cao rồi đúng không, nhưng mà tới tháng 5, tháng 6 là nó giống một cây như vậy, nó đi xuống, nó đâm thẳng xuống luôn. Cái điều này đó nó chứng tỏ rằng á, là những cái người dùng của trên sàn KuCoin họ đã rút những cái token ERC20 ra rất là nhiều, và nhiều nhất là trong những cái ngày qua nè anh em thấy không, trong những cái ngày qua được rút rất là nhiều. Và cái việc rút nhiều như vậy nó đến từ cái phớt hồi nãy mình mới vừa chia sẻ cho anh em, là người ta sợ rằng là sẽ đến một ngày nào đó sàn KuCoin họ sẽ chặn nạp rút và chúng ta không thể làm gì được với tài sản của chúng ta nữa. Vì thế nên họ ồ ạt và rút tiền ra khỏi KuCoin, và cái điều này nó đã chứng minh bằng cái biểu đồ của trên Dune Analytics, khi mà chúng ta thấy cái số lượng token ERC20, hoặc là nói một cách đơn giản hơn là nằm trên ETH đó, thì đã được rút ra rất là nhiều. Và mình cũng có một cái ảnh tầm khoảng mình chụp ngày hôm qua thôi, tại vì ảnh hôm nay thì hồi nãy mình track lại đó, thì KuCoin nó đã không có còn nằm trong cái top 3 này nữa. Thì ở đây đó, mình dùng một cái dữ liệu của EtherScan, thì ở đây là top 50 gas spender, tức là những cái nơi, những cái nền tảng nào mà nó làm tiêu hao cái chi phí gas của trên Ethereum nhất, thì cái nơi đó nó biểu hiện một cái điều là rằng là người dùng đang hoạt động mạnh mẽ nhất ở cái nền tảng đó. Thì anh em thấy rằng là đứng thứ nhất là Arbitrum, một cái giao thức layer 2 của Ethereum ha. Nhưng mà xếp sau ngay Arbitrum lại là KuCoin. Tức là sao? Tức là khi mà người dùng họ rút những cái token ERC20 ra khỏi sàn giao dịch đúng không, thì họ phải trả lại một cái phí gas bằng Ethereum cho sàn. Đó mà cái việc mà KuCoin, một cái sàn mà nếu mà nó là một cái sàn Tier 1 thì cũng không phải, mà nó là một cái sàn Tier 2 mới đúng. Thì đối với một cái sàn Tier 2 như KuCoin mà lại là sở hữu một cái lượng token, một cái lượng phí gas nó lớn đến như vậy, thì anh em cũng biết được rằng là cái áp lực thanh khoản mà người dùng họ sợ hãi khi mà họ rút ra KuCoin nó như thế nào đúng không? Tức là họ đang khá là sợ trước cái thông tin đó, và họ đã nhanh chóng họ đẩy những cái token ERC20 của họ ra khỏi sàn KuCoin ha anh em. Rồi chúng ta quay trở lại với cái này đi. Thì chúng ta quay trở lại với những cái chủ đề chính đi. Thì sau khi mà sàn KuCoin họ dính một cái phớt như vậy, thì cũng trong ngày hôm nay luôn thì chúng ta đến một cái sàn khác, đó chính là sàn crypto.com. Thì dành cho anh em nào chưa biết á, thì cái sàn crypto.com là một trong cái sàn giao dịch cũng khá là nổi tiếng ở trên thị trường hiện nay. Nó nằm trong khoảng là top 10 đó anh em. Nếu mà nói về cái khối lượng giao dịch và cái độ nổi tiếng thì có thể sánh ngang với những cái sàn, nó không thể nào mà nó sánh ngang với những cái sàn như là Binance, Coinbase hoặc là FTX được. Nhưng mà nói về cái độ chịu chơi đó, ở đây mình phải nói là dùng độ chịu chơi nha, là họ rất là chịu chơi trong những cái mảng như là mảng thể thao nè, rồi mảng tài trợ nè, rất nhiều thứ. Họ từng mua một cái sân vận động của Los Angeles, một cái sân vận động khá là lớn anh em, với cái giá mà như là gần 1 tỷ đô, mà chính xác hơn là tầm khoảng là 900 triệu đô đó. Thì CEO của sàn crypto.com thì ông cũng đã lên, ông đính chính lại cái thông tin này. Ông nói rằng là trước cái sự cố của coin này thì khá là nhiều người dùng đang hoang mang, nhưng mà ngay cả crypto.com thì họ vẫn đính chính rằng là bất kỳ ai mà đang dùng những cái phớt như vậy mà tấn công vào crypto.com thì đều không phải cả, vì crypto.com họ vẫn không có kế hoạch để mà chặn nạp rút tiền người dùng đó anh em, và họ vẫn đảm bảo cho người dùng rằng là chúng tôi vẫn hoạt động tốt trong một cái làn sóng khủng hoảng thanh khoản đang diễn ra hiện nay. Và tiếp theo nữa thì chúng ta hãy chuyển qua một cái đề tài cuối cùng mà mình muốn đưa tin cho anh em. Thì vào trong cái tuần trước thì mình cũng có nói để làm một cái video riêng để mà nói về cái vấn đề là những cái thợ đào khai thác họ đang xả Bitcoin rất là nhiều. Nhưng mà cái câu chuyện đó chúng ta chỉ có một những cái data của từ tháng 1 tới tháng 5 mà thôi. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 6 thì hôm nay nó đã có một cái thông tin khác, đó chính là Core Scientific, là họ đã công khai thông tin của họ trong tháng 6 luôn, là họ bán hơn 7.000 bit nha anh em, hơn 7.000 bit, và tương đương với một cái giá trị gọi là 167 triệu đô. Thì á,
anh em nào chưa biết thì ở đây mình xin nói luôn, đó chính là cái công ty mà Core Scientific này đó là một trong những công ty hàng đầu của ngành khai thác Bitcoin. Ông này với ông Marathon là hai cái ông trùm luôn anh em. Và Core Scientific đó dường như là cái doanh thu của ổng á, khi mà cái báo cáo mà trong năm 2021 đó, thì Core Scientific là công ty đào Bitcoin có lợi nhuận nhiều nhất nha anh em, lợi nhuận nhiều nhất luôn. Nhưng mà cho đến tháng 6 thì đây là cái thông tin mới nhất, là người đứng đầu đã xả Bitcoin hơn 7.000 bit rồi. Thì đây là một cái thông tin khá là xấu trong một cái bức tranh chung của chúng ta, rằng là thợ đào họ vẫn đang gây sức ép cực kỳ lớn và họ đang đứng trước một cái ngưỡng cửa lựa chọn đó. Nếu mà anh em nào chưa biết toàn cảnh về cái bức tranh thợ đào này thì anh em có thể tìm lại cái video trước đây, mới tuần trước thôi mình vừa up lên, để mà anh em có thể hiểu thêm thông tin về cái vấn đề này. Và trước những cái thợ đào như vậy thì cũng đã xuất hiện thêm một cái tin đồn khác cũng khá là hay, đó chính là CEO FTX á, là ông sẽ mua lại những công ty mà khai thác anh em. Tức là cái vấn đề CEO FTX, ông giang tay ông mua những cái công ty lending rồi, nhưng mà bây giờ anh em hiểu rằng là cái sự khó khăn của chúng ta nó không chỉ đến từ vấn đề nâng lãi suất của Fed nữa, nó không chỉ đến từ những cái vấn đề vĩ mô nữa, mà bây giờ trong thị trường nó chỉ có hai vấn đề chính thôi, đó chính là sự sụp đổ thanh khoản của những cái nền tảng lending, nó đổ dồn hiểu dây chuyền như vậy ảnh hưởng đến các quỹ đầu tư là một ha. Và cái thứ hai của chúng ta đó chính là sự khủng hoảng về thợ đào. Tức là thợ đào bây giờ họ đang underwater lắm anh em, họ đang kiểu như là họ đang bị thua lỗ rất là nhiều và họ xả rất là mạnh, không chỉ những thợ đào cá nhân đâu mà những thợ đào mà thuộc dạng gọi là tầm cỡ công ty mà được niêm yết trên sàn chứng khoán đó, như là mình mới vừa nãy được vừa đề cập, như là Scientific nè, như là Bitfarm, như là Marathon, như là Riot Blockchain chẳng hạn đó. Thì bây giờ Sam đã cứu mấy ông lending rồi, thì với cái hành động của CEO FTX đó thì nhiều người cho rằng là Sam sẽ cứu thêm mấy ông thợ đào nữa bằng việc mua lại công ty. Nhưng mà cũng vào đầu tuần này luôn thì CEO FTX họ cũng bác bỏ cái khả năng là ông sẽ mua lại những cái công ty khai thác này, tại vì ông nói một cách đơn giản rằng là những cái công ty khai thác này nó không có nằm trong cái chiến lược cục diện chung của ông. Mặc dù FTX đang thực hiện một cái chiến lược chính cốt lõi của công ty, đó chính là bỏ ra hàng tỷ đô để mà có thể mua lại những cái công ty trong ngành để mà bành trướng hơn cái sự phát triển của mình. Nhưng mà dường như là với cái bản chất của cái công ty mà khai thác Bitcoin, cái công ty khai thác tiền mã hóa, thì nó dường như là nó không có hợp với cái tiêu chí cũng giống như là cái đường hướng phát triển của FTX, nên là ông sẽ không có mua nữa. Đó thì đó, những cái tin đồn nó xuất hiện liên tục như vậy, và mình nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới cũng sẽ có những cái tin đồn sẽ xuất hiện khá là nhiều, và đa phần là phớt để mà có thể đẩy Bitcoin đi xuống. Và trong tháng 7 nữa chúng ta cũng sẽ đối mặt với một cái tin không được vui cho lắm, đó chính là Fed, câu chuyện Fed, lãi suất và CPI. Thì anh em thấy rằng là tầm khoảng tháng 5, tháng 6 thì Fed đã thực hiện một cái đợt nâng mới nhất là lên tới 0.75%. Thì trong tháng 7 thì chúng ta hãy cùng chờ xem rằng là những cái diễn biến của Fed, ông Jerome Powell, ông sẽ nâng bao nhiêu nữa. Và mình cho rằng là cái việc mà tháng trước đã nâng 0.75 rồi, thì tháng này cái việc nâng 0.75 giữ nguyên hay không, hoặc là xuống 0.5, thì cái vấn đề đó là vấn đề rất là khó. Và mình cho rằng sẽ giữ nguyên, tại vì cái mục tiêu của Fed á, để kìm hãm lãi suất, thì đến mà cuối năm nay á thì sẽ đưa cái mức lãi suất về tầm khoảng là 2%. Thì mình nghĩ rằng là đang thể hiện một cái sự siết chặt thị trường rất là mạnh. Và về những cái vấn đề của Fed, về những cái vấn đề mà đảo ngược hiệu quả, hay là những cái vấn đề mà những cái động thái siết chặt như vậy thì nó sẽ gây ra những cái hiệu ứng khủng hoảng kinh tế như thế nào, thì mình cũng đã làm một video riêng về Fed cho anh em rồi, thì anh em nào chưa hiểu thì anh em có thể tìm lại ha. Rồi, và mình nghĩ rằng là cái video này nó cũng khá là dài rồi, nên mình sẽ xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình, và hẹn gặp anh em trong tuần sau nha. Bye bye.